mầm trắng đấy. Đây ví dụ như cái tay đang chuẩn bị sắp chiết đây, đang cưa cưa tiễn ở dưới, tiễn ở trên nào chiết gần được như bầu đấy ra dễ à, bắt bẻ cầm này bẻ bập nhẹ đi bẻ xuống rất là nhanh dễ. Còn cành này nó dài, nó dài quá phát phất bớt đi đấy. Đây là dùng chiết xong. Đây bùn. Các bác lưu ý là chọn những cành tre này, tre bánh tẻ này. Đây này. Tre bánh tẻ ra nó ra rễ rất là nhanh, còn những cành tre già như này ra rễ lâu lắm. Đây, những cành bánh tẻ nó có bì có cái gì đấy. Đấy, bóc bì này. Cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi kênh Trai Núi Rừng nhá. Em chuyên nuôi dúi. Chạy dúi em đây. Đấy.